Sáng ngày 26 tháng 10 tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh đã tổ chức khai mạc hội thao Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Thanh Hóa lần thứ 14 năm 2024 với sự tham dự của 260 vận động viên của 28 đoàn đến từ Tòa án nhân dân các huyện, thị xã thành phố trên địa bàn toàn tỉnh. Hội thao ngành Tòa án nhân dân tỉnh được tổ chức 2 năm một lần. Hội thao năm nay, các vận động viên tranh tài ở 12 nội dung thi đấu của 3 môn gồm bóng bàn, cầu lông và kéo co, đây là ngày hội biểu dương sức mạnh và đánh giá sự phát triển của công tác thể dục thể thao trong đội ngũ cán bộ công chức tòa án nhân dân hai cấp, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ tòa án nhân dân vừa hồng vừa chuyên, giỏi về chuyên môn, khỏe về thể chất. Đồng thời đây còn là nơi gặp gỡ, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa các vận động viên và các đơn vị. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tòa án nhân dân. Với tinh thần đoàn kết, trung thực cao thượng, các vận động viên đã thi đấu sôi nổi. Hội thao sẽ kết thúc vào ngày 27 tháng 10.